Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì gia đình của Bằng sẽ đi thưởng thức một cái món ăn của Hàn Quốc ở Lido Sài Gòn. Và cái quán này được bạn bè của Bằng giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Và cái món này có tên là Cashew Tofu, nằm ở đường Garden Road của Lido Sài Gòn. Đây, phía trước đây là cái quán của nó đây. Bây ăn chọn được món nào chưa? Ân ơi, Ân, Grace, con chọn được món nào chưa? Con ăn cái nào? Con ăn cái này. Con ăn cái này á hả? Cái này hả? Con ăn cái này hả? Con ăn cái nào? Kỹ này coi. Hai món luôn hả? Nhiều quá vậy? Ăn ít thôi. Nè, ăn cái nào? Ăn hết không? Con kêu dữ vậy? Chưa ăn mà bóc bỏ miệng. Ừ. Hả? Con chưa ăn mà con uống nước gì? Nô hả? Nô bỏ lại nha. Đây là cái receipt của nhà hàng này, kêu một phần combo với một cái phần extra thêm, tổng cộng là 28 đô. Đây con, này con ăn cái nào? Ngồi xuống con ăn cái nào? Con ăn cái nào? Con chỉ mẹ cái này. Ở đây nó có lòng heo nên là vợ chồng em kêu extra thêm lòng heo ăn. Cái này ngon hơn. Tính thêm là 2.50 đồng tiền lòng heo nữa. Rồi, trong lúc ngồi đợi đồ ăn ra, Ân đếm từ 1 tới 10 ba nghe coi. Đếm từ 1 tới 10 mà coi. 1 2 3 4 5. Chưa 5 mà sao con chuyển sang 6 rồi? Sao vậy? Thôi con ăn cái nào con chỉ đi, nhiều đồ ăn quá rồi không biết ăn cái nào luôn. Ăn nào chỉ nè. Cái này hả? Cái này ngon không? Chữ chạy vậy? Thấy chữ chạy. Wow. 1 2 3 nè. 1 2. Điểm lại đi. Làm lại đếm lại nè. 1 2 3 4 5 6 7. Đây đâu, cô đếm đi, kia số kia. Đếm nè. 1 2 Các bạn ơi. Mạnh lên. Ăn chơi. Đây là những cái món ăn chơi trong cái combo tofu. Đây là dưa leo, kim chi. Này cái gì vậy ta? Giống như chả cá của Hàn Quốc hay sao? Chắc chả cá. Này là dưa giá. Một quả trứng gà. Một chén cơm. Món này là gì em? Giống như mashed potato. Khoai lang, khoai tây hả? Khoai tây nghiền. Có gì đây? Nè, trong này có táo, có dưa, gì đây? Ok, cho ăn ăn này trước đi. Ân nó không ăn. Không ăn hả? Mẹ có ăn này, thôi mẹ cho con ăn này, cái này ngon. Cho ăn giá hả? Giá nè. Yeah. Con muốn ăn cái trứng hả? Cái trứng chưa có chín. Trứng chưa chín ăn ơi. Ăn trứng luộc quá. Trứng chưa chín, chưa chín. Chưa chín, chút xíu chín ăn. Mấy người bạn của Bằng nói là bình thường ở đây mà không có dịch đó là đợi xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ á. Nhưng mà hôm nay tới thì mất có 5 phút à. Chín nó chưa có chín. Oh. Yeah. Món chín đã ra. Thật ra là cổ nói gì Bằng cũng không nghe được. Không ăn luôn. Đại khái là cẩn thận ngay, cái chừng nóng á. Để đeo khẩu trang, nói khó nghe lắm. Rồi. Ăn cái gì? Con ăn cái gì? Mà đập cái trứng vô. Đập trứng vô hả? Ok. Rồi mất cái trứng rồi, mất tiêu rồi. Rồi đợi xíu nha, ăn đợi xíu ăn nha. Thôi xuống con, đợi xíu lát con có trứng ăn nha. Giờ con ăn cái này đi. Ok, bây giờ thưởng thức thôi. Ăn cơm nha. Cơm nè. Wow. Ngon. Ăn được không? Ngon không? Cơm hơi nhão hả? Dẻo đúng không? Giống như cơm gạo Nhật mà mình. Cơm này nó hơi dẻo. Ừ. Ok. Cái này thơm quá ta. Không ăn, mashed potato không biết ăn ta. Ủa mình có kêu thêm lòng heo mà. Lòng heo đâu? Ta bỏ luôn trong. Bỏ trong đi luôn hả? Ok, quậy quậy lên. Wow. Ngon quá. Ồ đây là tofu. Còn này là lòng heo nè, lòng heo nãy kêu thêm nè mọi người. Không có gì trong đây đâu hả ta? Chỉ có tofu thôi không? Tofu lòng heo thôi. Tại mình kêu
chỉ mới đập thêm cái trứng vô nữa. Nó có cái này có nhiều loại seafood rồi, meo tại mình. Ồ, oh, là nãy do em gọi cái combo nó là ở đây có trứng luộc, ở này có trứng luộc. Ồ. Dạ, ở đây nó có cái combo hải sản nữa nha. Nhưng mà tại hồi nãy là tụi em gọi cái combo này là tofu với lòng heo thôi. Ừ. Ok, nó có hải sản nữa. Nó cơm hả? Ba cho mẹ một cái cơm. No, con mẹ hả? Ừ. Ok, mà lấy nha. Con ăn vậy sao con lát nữa con đói bụng sao? Wow, có cái ly rồi đó. Muốn cái bóng thôi không? Dạ. Còn món nữa hả? Thịt bò hồi nãy nó đi chung thành không được. Mẹ kêu ba BBQ hả? Ừ. Ok. À, trong cái combo này còn một món nữa là cái BBQ. Cái BBQ này nè. Chưa có ra, chắc chút xíu nữa ra tới giờ. Ăn cơm không? Đây là cơm trắng với tofu với lòng heo. Chan vô thử. Ồ, nóng dữ nha. Ừ, nóng dữ á. Thử à. À, em mềm mỡ không? Ừ. Nhỏ nhỏ thôi nè. Rồi thịt đấy. Ừ. Thank you. Đây, món cuối cùng ở trong combo là một cái sườn. Sườn bò đại hàng nướng. Con thấy sườn hả? BBQ. Cho ăn ngắn này đi. Mà phải đây con miếng thịt nào ăn. Cho ăn ngắn này đi. Ăn ngắn này thích, ăn thích này đó. Ngon á. Trời đang lạnh lạnh ăn cái này nóng rất là ngon. Giống Hàn Quốc. Chưa biết Hàn Quốc có giống Quốc hoài. Coi trong phim thấy giống Hàn Quốc. Nếu vợ chồng em ăn cái này coi trong phim thôi thì nó giống Hàn Quốc thiệt. Còn có giống thật sự Hàn Quốc không thì không biết nha. Trời, tại chưa có đi Hàn Quốc. Rất ngon. Ăn BBQ không? Con không ăn. Không ăn thì chơi tiệc chiêu cuối với nó. Không, nhưng mà ăn cơm. Ăn cơm trắng. Ăn cơm hả? Ừ, ăn cơm thôi. Ăn cơm trắng không à, tội nghiệp chứ. Dưa leo cũng không ăn được luôn. Ừ. Cái này là dưa leo nó muối theo cái kiểu giống như kim chi vậy á. Ừ, rất là giòn. Kim chi nè. Ừ, giòn dữ rồi. Ừ. Ăn bằng cái chén này khó ăn quá. Nó nhẹ tưng rồi. Nên là cái chén bằng xốp. Ở nhà không có cơm trắng. Không ra để ăn cơm trắng. Cái súp này ngon thiệt á mọi người. Ăn nó lạ lạ miệng. Nó tàu hũ với lòng heo thôi mà sao nó ngon dữ ta. Cái trứng này mình đập vô mất tiêu. Đây. Đây là cái trứng gà sau khi đập vô trong cái tô súp này. Bây giờ nó teo nhách luôn rồi. Trứng gà này giống trứng gà so Việt Nam nhỏ chút siêu á. Trời ơi, ăn cơm nhắn ngon hả? Ăn ăn lòng heo không? Nóng. Ăn không biết ăn không? Khá ok. Thử cái giá của nó đi. Mấy bữa nay Tết là ăn ở nhà ăn bánh tét, bánh chưng với giá này với thịt kho ngán luôn á.
sao không làm gì cũng giòn ta hả? Hay hả? Sao không làm gì cũng giòn ta? Dưa leo cũng giòn, giá cũng giòn. Trời ơi, ăn cơm trắng ngon quá. Thử kim chi cay mà sao đỏ chét rồi ta. Ngon. Mùi nó hăng lên ngon lắm. Hai mọi người, gia đình em đã ăn xong cái món cashew tofu rồi. Thì cái món này ăn có lẽ là nó lạ với gia đình em, bởi vì trước giờ cũng ít ăn đồ Hàn Quốc, chủ yếu là ăn đồ Việt Nam mà nhiều. Và cái món này thì không có phù hợp cho trẻ em, bởi vì bé Ray ăn không có được. Nó không có cay lắm, nhưng mà nó cái vị nó hơi lạ lạ đó, nên là trẻ em khó ăn. Nhưng mà em nghĩ là chắc ăn vài lần rồi sẽ quen. Nhưng mà ăn rất là ngon á. Họ làm lòng với tofu và cái nước súp rất là ngon. Ok, và phục vụ cũng tốt nữa, rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái đặc biệt là ăn cái món này chắc đừng có mặc đồ len hoặc đồ lông á, bởi vì nó sẽ thấm cái mùi súp vô á. Ra tới xe giờ vẫn còn nghe cái mùi đó, nó hơi khó chịu tí xíu thôi, nhưng mà ăn rất là ngon. Ok, mọi người nếu mà muốn thử cái món này thì mình có thể đến đây nha, ở đường Garden Road, ở trong khu chợ S-Mart. Cái địa chỉ của nó hình như là 8895 Garden Road Boulevard. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong tập kế tiếp. Đây là cái tập đầu tiên trong series những món ăn ngon ở Lido Sài Gòn. Bye bye. Bye bye Ray ơi. Bye bye. Bye bye. Mì gió. Mì gió. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.